Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu. Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu, còn gọi là East Tower, là một tòa nhà cao tầng hỗn hợp, cao 1.739 feet, 530 mét ở Quảng Châu, Quảng Đông, được hoàn thành vào tháng 10 năm 2016. Đây là tòa nhà hoàn thiện cao nhất tại Quảng Châu, Trung Quốc và các thứ 8 trên thế giới. Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu có tổng cộng 111 tầng trên và 5 tầng dưới mặt đất và có trung tâm mua sắm, văn phòng, căn hộ và khách sạn. Tòa nhà chọc trời có tổng diện tích sàn là 5.464.633 feet vuông, tương đương 504.681.000 mét vuông. Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu nằm trên diện tích 290.000 mét vuông dọc theo đường Chu Yang Us Road ở Chu Yang New Town, khu thương mại trung tâm của Quảng Châu. Trong khu phố đó, tòa nhà chọc trời nằm ở phía đông trục trung tâm với một trung tâm mua sắm dưới lòng đất và kết nối với giao thông công cộng bên dưới nó. Trung tâm CTF Quảng Châu là một phần của tháp đôi Quảng Châu, tháp khác của cặp đôi cao 1.439 feet, tương đương 439 mét, nằm ở phía bên kia của trục và cũng được biết đến với cái tên tháp phía Tây. Trung tâm CTF Quảng Châu do đó được gọi là tháp Đông. Cả hai tòa tháp đều có chiều cao, kích thước và chức năng tương tự và nằm gần tháp Canton cao 1.982 feet, tương đương 604 mét. Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu thuộc sở hữu của Châu Thái Phúc Enterprise và sở hữu một trong những thang máy nhanh nhất thế giới, có thể đạt tốc độ tối đa 20 mét trên giây. Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu. Độ cao 530 mét. Số tầng 111. Địa điểm Quảng Châu. Thời gian hoàn thành năm 2016.